Hello, chào 500 anh em. Trong chương trình review xe hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn bài review nhanh chiếc Vespa CTS phiên bản 300 phân khối, được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng phanh ABS cũng như kéo ASR. Và ngay phía sau tôi đây chính là chiếc Vespa GTS 300 ABS 2017 vừa được ra mắt ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Và xe có giá bán 120 triệu đồng. rẻ bằng hơn một nửa so với SH300, đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe này. Vespa GTS 300 thì được lắp ráp tại nhà máy ở Vĩnh Phúc, thế nên giá thành rẻ hơn khá là nhiều so với việc nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý của SH300i. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn những đường nét chi tiết thiết kế của mẫu xe đến từ Italia này. Và ngay trước mặt chúng ta đây chính là chiếc Vespa CTS 300 phiên bản 2017 với màu vàng matte rất là đẹp. Đây là một màu mới của Vespa GTS Super. Chúng ta cùng đi quanh một vòng chiếc Vespa này. Một mẫu xe tay ga dành cho nam rất là cá tính. Thiết kế đặc trưng của Vespa, không lạc đi đâu được. Cụm đèn pha đơn sụng bóng halogen tròn lồi ra rất là đẹp, rất là mạnh mẽ. Cụm lưới tản nhiệt đặc trưng của những chiếc Vespa, ba khe hút gió, đèn xi nhan tích hợp và đèn đơm mi dạng LED định vị, logo Vespa, logo Piaggio. Phần chắn bùn phía trước có một ốp kim loại khá là quen thuộc. Bộ mâm 12 inch lốp 120/70 phía trước, 5 chấu sơn đen. Phía sau là 130/70 lốp mâm 12 inch. Hệ thống ống xả của Vespa GTS 300. Ốp kim loại ở ngoài, đầu ra con ốp kim loại. Đây là một chi tiết khác biệt so với bản 125. Đây là những khe gió tạo nên sự mạnh mẽ cho xe. Logo GTS Super. Cụm đèn hậu to bản tương tự như phiên bản trước. Đây là khối động cơ trên Vespa GTS 300. Động cơ mình nhớ không nhầm là 278cc. Đây là loại động cơ 4V mới. Khối động cơ 278cc 4 kỳ 4 van, công suất 15,6kW và moment xoắn là 22 Nm, cũng khá là mạnh, khá là ấn tượng. Mình vừa trải nghiệm qua hầm Thủ Thiêm cũng như lòng vòng một số con phố ở thành phố Hồ Chí Minh, cảm nhận được sự rõ rệt sự mạnh mẽ trên chiếc xe tay ga phân khối lớn này. Phân khối tầm trung 300cc, 278cc. Chỉ cần bạn nhích ga một chút thôi, xe đã vọt lên phía trước. Và để kìm hãm khối động cơ cực kỳ mạnh mẽ này, Vespa GTS 300 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai bánh trước và bánh sau. Đương nhiên là tích hợp trên hệ thống phanh đĩa đơn. Mình nhớ không nhầm thì kích thước đều là 220mm cả trước và sau. Ngoài ABS thì GTS 300 còn được trang bị hệ thống hỗ trợ lực kéo ASR, khá là hiệu quả và an toàn. Đây là những khe thoát gió, khe tản nhiệt đặt hai bên, đặc trưng của dòng GTS Super. Phần ngang của xe, một chi tiết mới trên GTS Super 300 đó là phần yên được thiết kế lại với một viền trắng tạo hình ở đây khá là bắt mắt. Ở giữa là phần da bọc với những lỗ chỗ tạo sự ma sát. Tay
tay cầm kim loại phía sau đặc trưng của Vespa. Mình khám phá phần ngăn chứa đồ phía dưới. Phiên bản mới thì được tích hợp nút mở cốp phía sau luôn. Chúng ta chỉ cần ấn vào đây, cốp tự động mở lên. Đây chính là ngăn chứa đồ phía sau, khá là rộng rãi. Ngăn có thể để vừa được hai mũ 3/4, rất là tiện lợi. Hoặc là nhiều đồ dùng cá nhân mà bạn có thể di chuyển hàng ngày cũng như đi mua sắm, đặc biệt là các bạn nữ cá tính đi chiếc 300 này khá là chất. Và tất nhiên phiên bản mới này đã được có một phần lót chống nóng ở đây, khá hiệu quả bởi vì động cơ đặt ngay phía dưới. Ở những phiên bản trước thì nếu như không chỉ có một phần nhựa ốp ở phần nhựa ở đây thì rất là nóng, bạn để đồ như kiểu là để trong lò vi sóng luôn. Đây chính là bình xăng, đầu bình xăng. Một điểm mới trên GTS 300 phiên bản mới nữa đính chính là tại vị trí này. Ngăn chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB khá là tiện dụng ở đây. Còn đây chính là ngăn để phụ kiện, ngăn để những phụ tùng hỗ trợ khi sửa xe. Sao nó đút lại không vào thế này? Có lẽ là mình đút ngược. Chút nữa mình sẽ làm lại. Đây chính là mặt đồng hồ, công tơ mét, vòng tua và tốc độ phía trên. Đây là màn hình điện tử, hiển thị số km đã đi, giờ, cũng như nhiên liệu còn lại trong bình. Đây là đèn báo ABS, idle stop, hay còn gọi là start stop. Những thông số khác với một viên kim loại khá là sang trọng. Bên này những là chính là những nút bấm trên tay cầm, con nút khởi động, mốt điều chỉnh, tắt bật đèn DMI, như đèn pha, kích hoạt hệ thống ASR, ABS, ASR. Bên này có đèn sinh nhan, đèn pha, còi. Tay nắm khá là đẹp với những ốp kim loại đây, trong và ngoài. Gương chiếu hậu cũng được ốp kim loại, rất sáng bóng, rất là đẹp. Các bạn có thể thấy nhìn rõ thấy mình ở bên trong chiếc mặt sau của gương này. Một điểm khá đáng chú ý khác, Vespa phiên bản GTS 300 Super ABS mới có giá bán chỉ 120 triệu đồng. Mình nhắc lại chỉ 120 triệu đồng. Rẻ hơn rất nhiều so với con số 248 triệu đồng của Honda SH300. Một mẫu xe đến từ Ý và một mẫu xe đến từ Nhật. Tuy nhiên mẫu xe từ Ý lại được lắp ráp tại Việt Nam, mẫu xe đến từ Nhật lại được nhập khẩu nguyên chiếc tại Ý. Đó là những sự khác biệt tạo nên giá bán chênh lệch nhau rất là nhiều của hai mẫu xe này. Nên với những người đàn ông nam tính thích sự khỏe khoắn sang trọng thì có lẽ sẽ chọn SH300. Tuy nhiên với điều kiện là gia đình phải có điều kiện. Còn với những người đàn ông thích yêu thích sự vẻ đẹp lịch lãm đến từ Italia thì các bạn có thể chọn là chiếc Vespa GTS 300 này lắp ráp trong nước. Giá thành rất là mềm. Tuy nhiên yếu tố quan trọng là các bạn phải có được bằng A2 thì các bạn mới vận hành được chiếc Vespa GTS 300 này. Bởi vì dung tích xi lanh lên đến 278cc, khá là lớn. Mình cao 1m65 thì chống nghiêng hơi với.
Có lẽ là chiều cao 1m70 trở lên thì các bạn sẽ vận hành rất là thoải mái. Đây là hệ thống phuộc. Hệ thống phuộc của chiếc này vận hành khá là êm. Một chút nữa mình có thể trải nghiệm cho các bạn thấy. Còn một chi tiết nữa chính là chỗ để chân ở đây. Chính giữa là có một gờ nhô lên, gọi là phần xương sống của phụ khung. Còn vị trí để chân với những gờ này, những gờ này, gờ ma sát này khá là hay. Đây là để chân cho người sau. Các bạn ấn vào nó sẽ không ấy ra, mà sẽ là một cách rất là lịch sự, đó là người lái có thể lấy tay để gẩy ra hoặc là lấy chân để gẩy ra. Chốt cơ này rất là tuyệt vời, rất là hay, kim loại chắc chắn lắm. Và có lẽ mình xin kết thúc video tại đây. Sau đây mình sẽ quay một số đoạn khả năng tăng tốc cũng như vận hành của xe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của mình nhé, để có thể cập nhật liên tục những thông tin về xe máy cũng như ô tô mới tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn. Chào các bạn, tại mình đang có mặt tại khu đô thị Sala, một trong khu đô thị mới đang xây dựng, chưa có giao thông qua lại. Đây mình, các bạn thấy nghe thấy tiếng bô động cơ mới trên Vespa GS300 vận hành kêu khá là êm, không to lắm. Đây mình sẽ thử khả năng vận hành của chiếc Vespa này. Khá ấn tượng. Rồi, xe lăn bánh. Tăng tốc rất là nhanh. Mình mới chỉ nhích nhẹ tay ga thôi. Xe nó lăn bánh, một đoạn xe đã vọt lên khá ấn tượng. Tốc độ hiện tại là 30 km/h. Mình chỉ nhích nhẹ lên một chút thôi, người giật ở đằng sau. 60 cây một giờ rất là đẹp. Không, rất là đẹp. Đây ý mình nói đường rất là đẹp. Mình không hề có một độ trễ nào. Khi tôi hơi nhấc ga lên không hề có một độ trễ nào. Khá là thú vị. Rồi sẽ quay đầu lại. Không hề có độ trễ luôn, tay ga rất là chắc chắn cũng như là không hề có độ dơ. Đây, tôi kéo lên, xe lên gần như ngay lập tức. Ấn tượng, xe đi khá là đậm chắc. Mình đi qua một chỗ sóc, không hề sóc lắm, khá là hay. Và nếu có thời gian tôi sẽ gửi đến các bạn những bài trải nghiệm dài hơn, lâu hơn. Và có lẽ tôi xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong một chương trình trải nghiệm khác. Xin cảm ơn các bạn. Hiện tại đang là 20 km/h. Rồi sẽ kéo ga lên. Tăng tốc rất là nhanh. 60, 80. Tuyệt vời. Đang vận hành cực kỳ ấn tượng. Xe lao đi một cách êm ái. Anh thì sao? Wow, rất là nhanh. Giảm tốc rất là nhanh nhưng lại rất là êm, không hề có tình trạng giật.